Rồi, xin chào các bạn. Thì sáng hôm nay là mình sẽ ráp một cái thùng máy workstation của HP, đó là HP mã giấy 40. Thì đây là cái máy chạm của HP rất là quen thuộc rồi các bạn. Mình cũng đã có làm nhiều clip về đó rồi. Thì hôm nay có một cái sự phân vân nho nhỏ giữa cái việc đó là khách hàng sẽ quyết định là chọn CPU N5-2690V3 hay là 1650V3. Tiếp theo nữa là bây giờ sẽ chọn cái card Quadro hay là card GTX 1050Ti 4GB. Quạt rồi này là cái quạt rồ K5000 bản 4GB các bạn, RAM 32GB SSD NVMe của Vertigo đó. Thì thực sự khách rất là phân vân, thì mình cũng phân tích rồi các bạn, và bây giờ cũng đã chốt được cấu hình rồi. Rồi thì để chốt một cái cấu hình như thế nào đó các bạn, thì cái việc là cái phần mềm chính hay gọi là shop chính mà mình dùng á, thì cái đó là cái cốt lõi luôn, để mình có những cái quyết định nó phù hợp hơn. Ví dụ như khách hàng này là sử dụng Revit với lại CAD các bạn, là hai cái phần mềm chính luôn mà chủ yếu là Revit, thì các bạn sẽ thấy là ví dụ đây là E5-2690V3 thì có cái xung là 2.6, mắc turbo là 3.5 các bạn, và turbo anh co ở cái mức khoảng 3.1 GHz, với số co là 12, số luồng là 24. Thì xét về co luồng thì con CPU 2690V3 khá là thuận lợi và nghe nó có vẻ hoành tráng hơn, tại vô Windows thì nó detect mà nó nhận tới 24 CPU các bạn. Rồi ở một cái mã CPU khác là cũng khá là phân vân luôn, đó là con CPU E5-1650V3. À, các bạn thấy không? Thì cái con này xung mặt định nó 3.5 GHz rồi các bạn, và max turbo là 3.9 GHz, và cái xung nó cao như vậy thì cái co luồng nó sẽ ít lại, ví dụ như co nó chỉ là 6 và luồng nó là 12 đó. Thì bây giờ cơ bản là hai con này nó cùng giá nên mới phân vân các bạn đó. Thì các bạn biết là ví dụ như trong lĩnh vực đồ họa thì nó gồm có dựng và dựng hình và render đó các bạn. Thì dựng hình thì nó cần CPU xung cao, co luồng không cần quá nhiều các bạn, 4 cũng được, 4 co 8 luồng cũng được, 6 co 12 luồng càng tốt các bạn đó. Mà cơ bản nhất là cái xung cao, và nên trên 3 GHz thì nó sẽ tốt hơn, và tất nhiên ở cái phiên bản cái vẹt xanh càng về sau này càng tốt, cái hiệu năng nó tốt hơn các bạn đó. Thì đó là lĩnh vực mà gọi là dựng. Còn render thì nó cần, nếu mà render trên CPU thì nó cần co luồng càng nhiều càng tốt các bạn, và nó sẽ quyết định cái thời gian nhanh hay chậm khi mà render xuất file ra đó. Một số phần mềm thì có hỗ trợ render trên cả Vega nữa, nhưng mà ở đây mình đang nói về CPU thôi đó. Thì khách hàng này sử dụng Revit, CAD nè các bạn, hoặc Corel nè, hoặc là bộ Adobe nè, SolidWorks nè, thì những cái phần mềm đó nó mang tính chất là nó cần CPU xung cao trước các bạn, co luồng là thứ yếu hơn. Thì ví dụ như con 1650V3 thì nó xung 3.5 GHz là mặc định trên CPU, cộng với co luồng là 6 và 12 thì nó cũng khá là phù hợp, và gần như nó phù hợp hơn so với 2690V3 khi mà chạy những phần mềm đó. Còn nếu như mà giả sử như trong trường hợp mà các bạn có sử dụng Lumion nữa nè, thì nó cũng rất là phù hợp luôn. Lumion thì nó cần CPU xung cao kết hợp với cạnh hình GTX càng mạnh càng tốt các bạn, càng cao càng tốt đó. Lumion thì nó không phù hợp với các quạt rồ cho lắm. Mình đang nói về cái việc là giá cả nữa nha các bạn, chứ không phải mình nói về cái mã quạt rồ là không chạy được Lumion. Ví dụ như bây giờ bạn có thể mua RTX 4000 với giá mười mấy triệu, gần 20 triệu thì nó vẫn chạy Lumion được. Nhưng mà với mười mấy triệu đó, bạn dùng con RTX hay GTX thì các bạn sẽ có cái hiệu năng của trải nghiệm trên Lumion nó tốt hơn. Đó, mình ví dụ là như vậy. Thì mình phải xét nhiều hướng nữa các bạn. Rồi, xét về 2690V3 này, ví dụ trong hợp các bạn chạy ảo hóa nè, giả lập nè, rồi các bạn render 3D Max trên CPU nè, vân vân, thì nó lại cần co luồng rất là nhiều, và cái con 90V3 này nó lại hiệu quả hơn. Còn trong trường hợp mà các bạn mà sử dụng nhiều phần mềm cùng một lúc, quá trời phần mềm luôn, tùm lum hết, có là loại này có loại kia, thì các bạn mua con 2690V3 nó sẽ hợp lý hơn. Dưới con 2690V3 thì nó sẽ có 2680V3, 2678, còn 2678 là cái con mà các bạn sẽ hay nghe nhất luôn trong thời điểm giai đoạn này đó các bạn. Thì nó cũng con 2678 và 2680 thì nó sẽ có xung 2.5 GHz turbo 3.3 GHz, thì cái xung mặc định của nó hơi thấp. Con 90 thì nó có cái lợi thế là max turbo on core nó trên 3 GHz luôn các bạn đó, và tất nhiên giá trị nó sẽ cao hơn chút xíu. Rồi thì đó là đôi nét là như vậy. Rồi thì khách sử dụng SolidWorks nè, Revit, CAD thì gắn hoặc rồi K5000 cũng là cái vấn đề hợp lý rồi các bạn, K5000 đó. Trong trường hợp mà khách hàng mà chỉ cần nói một câu nữa có sử dụng Lumion khá nhiều thì các bạn lập tức phải đổi card này thành card GTX 1050Ti thì nó sẽ hợp lý hơn và hiệu quả hơn. Bởi vì con 1050Ti ngoài việc nó sử dụng Lumion tốt hơn cái card Quadro này thì nó vẫn đáp ứng được CAD, Revit này kia nọ các bạn. Tất nhiên Quadro nó sẽ đáp ứng tốt hơn trong mấy cái phần mềm đó, nhưng mà riêng về Lumion rồi SU nè các bạn, SU tức là ketchup thì GTX
nó sẽ hợp lý hơn đó. À, mình đang nói về cái con K5000 này với GTX 1050 Ti ở thời điểm này nha các bạn. Ngay từ bây giờ đó, là hai đứa nó cùng giá nhau, cũng giống như con 1650V3 với là con 2690V3 này nè, nó cũng cùng giá nhau, thì đó nó mới tạo nên cái sự phân vân là như vậy đó. Nên là để lên một cái máy đồ họa thì nó cũng có nhiều cái gạch đồi ồng nhỏ, nhỏ các bạn phải để ý ha, rồi xem nó nghiêng về bên nào nhiều hơn thì mình sẽ chọn. Rồi hôm nay mình sẽ ráp một cái thùng máy chạy 1650V3, RAM 32GB DDR4 Jupiter, cặp hình K5000 và cái ổ SSD là cái ổ SSD loại thường đó các bạn, của Verico, giao tiếp NVMe luôn, nhưng mà tốc độ nó cũng ở mức độ là trung bình thôi, nó không có được giống như thằng Samsung. Tuy nhiên về giá nó thì nó chỉ nhỉnh hơn chút xíu so với ổ SSD SATA thôi. Với cấu hình máy này mình báo ổ SATA thì mình gắn ổ này á, thì khách hàng đã có lợi thế, có lợi hơn chút rồi các bạn. Rồi còn nếu mà ai mà muốn nhanh hơn xíu nữa thì có thể mua SSD của Corsair, NVMe này, Westonblatt nè, vân vân, thì tất nhiên cái chi phí sẽ đội thêm một ít nữa, có thể lên tới vài trăm nghìn nữa các bạn. Tuy nhiên khách là nói là thôi vậy được rồi, ok. Chứ cái ổ này thì được cái là giá nó hợp lý, nó chỉ ngang ngang với ổ SATA đó đây thông thường thôi các bạn, mà tốc độ nó sẽ tốt hơn một chút. Rồi bây giờ mình lên máy nha, nãy giờ nói nhiều quá rồi. Thôi này các bạn, chứ bật cái nắp này lên thôi, người ta kéo cái nắp lên nè các bạn. Rồi thiết kế của Z40 thì nó quá quen thuộc các bạn ha. Phía trên đây á là cái nguồn này các bạn, nguồn HP 700W và cắp ra hai cái đầu nguồn phụ 6 pin để chúng ta gắm cặn hình này các bạn. Bạn nào mà gắm cái cặn hình mà nó có đầu 8 pin á thì chúng ta chỉ dùng cái đầu chuyển qua thôi. Đó, ví dụ như đây là cái đầu chuyển 6 pin qua 8 pin này các bạn. Đó. Ngoài ra nó còn có cái đầu chuyển gộp hai cái đầu 6 thành một đầu 8 nữa, vân vân, tùy theo cái cặn hình bạn mà các bạn chọn cho phù hợp. Đây là cái phần mà ốp RAM này các bạn, thì ở đây nó sẽ có hai cái fan gió, nó hút gió lên. Thì cái gió nó sẽ luồn ở dưới thanh RAM, nó chạy lên đây và sau đó nó được đẩy ra ngoài thông qua cái đường này nữa các bạn. Rồi cái airlock của nó vậy, đường gió vô. Rồi hút lên. Qua CPU này hút lên rồi sau đó cái quạt sau này nó sẽ hút ra ngoài. Và cái cường độ của fan roll và fan rear này nè, mấy bạn sẽ chỉnh trong BIOS được luôn. Đó, và cái level mà khi mà hãng nó bán ra là nó ở cái level 0. Các bạn có thể chỉnh lên tới 8-9 nấc luôn các bạn, mình nhớ là vậy. Rồi để gỡ cái này lên thì các bạn bóp cho chỗ màu xanh nè, rút lên, bên đây cũng vậy, chúng ta rút lên, ta sẽ lấy được cái quạt ra nè các bạn. Đó. Rồi ở đây thì các bạn thấy là bên tay trái mình sẽ có 4 slot RAM, bên tay phải nó cũng sẽ 4 cái slot RAM. Ví dụ trong hộp các bạn gắn 32GB x 8 thì sẽ ra được 256GB. Ví dụ cái máy này trang bị là 32GB thì các bạn có thể gắn 8 x 4 bằng 32 để chạy quạt channel, hoặc là chúng ta gắn 16 x 2 để chạy đua channel. Đó. Mà đua channel được rồi các bạn, gắn RAM cũng ít thôi. Nhiều quá thì ví dụ nó lỗi, nó lỏng một cây thì máy nó cũng không có lên. Ở đây là hai cây để gắn ổ cứng 350 nè các bạn. Rồi, mình sẽ gắn cặn hình vô đây, RAM vô đây, CPU xuống đây. Rồi với lại em có cạc chuyển NVMe các bạn. Tại vì cái máy Z40 cũng như là Dell Tenum 810 thì nó không có share NVMe ở trên máy để mà chúng ta gắn SSD. Thì chúng ta phải gắn thông qua cái cạc chuyển cạc này. Và cái cạc này á là tốc độ không giảm nha các bạn. Mình đã test rất là nhiều rồi trên nhiều máy khác nhau rồi. Và đối với Z40, T5810 vân vân thì tốc độ đọc ghi trên SSD gần như không giảm. Có thể đạt tới 98-99%, thậm chí 100% luôn các bạn. Verico 256GB. Rồi chúng ta gắn lên cạc này thôi nè các bạn. Đơn giản không? Rồi chúng ta dặn ốc xuống. Rồi nó lại như vậy nè các bạn. Cái đèn ở trên nóc cần của mình á, nó bị tắt rồi. Nên giờ nó có cái đèn pin nó rọi ra thôi các bạn. Nên các bạn sẽ thấy ánh sáng nó có chỗ có chỗ không nè. Ví dụ bên đây đủ sáng, bên đây lại bị khuất sáng các bạn. Rồi các bạn thông cảm ha. Rồi để dặn cái tảng của Z440 ra thì các bạn sử dụng vít dẹp hoặc là vít lục giác, cái nào cũng được các bạn. Đó, cái tảng nó đẹp ghê không, rất là to luôn các bạn. Đây có miếng giấy để che sóc két lại. Các bạn thao tác trên CPU á, các bạn đừng có dùng cái tay, các bạn vuốt lên trên đây nha. Cái mồ hôi của mình á, nó sẽ làm cho cái chân nó bị đen đi. Ở đây các bạn thấy nó bị dơ nè, mình sẽ lau nó cho nó sạch nha các bạn. Rồi, mình đặt xuống socket thôi. Ở đây các bạn thấy có tam giác màu vàng nè. Ở đây nó cũng có tam giác nó khắc ở đây nè các bạn. Chúng ta cho cái hướng nó quay lại với nhau thôi.
đó, tam giác vàng, tam giác trắng. Rồi chúng ta đẩy nắp lại xuống, chúng ta gầy cái cần bên tay phải trước, sau đó tới cần bên tay trái. Rồi bây giờ mình sẽ tra keo MX4 lên, tra đều lên đây nè các bạn. Các bạn đừng có tra nhiều quá nha, nhiều quá nó dư á, nó tràn xuống là nó vô socket các bạn. Nè các bạn thấy không, nếu mà nó tràn xuống nó sẽ xuống socket, hư socket các bạn. Rồi bắt ốc lại thôi, các bạn dặn đều xuống, xuống nhẹ xuống trước, giống như nó vừa vô được mấy vòng đầu tiên các bạn. Rồi sau đó các bạn mới siết từ từ à, xung quanh bốn ốc ha. Tiếp theo là các bạn gắn ram, thì các bạn gắn sẽ gắn là thông thường các bạn sẽ gắn là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè các bạn. Rồi 5 nè. À, 5 6 7 8 thì các bạn cứ gắn hai khe cùng màu là được rồi. Các bạn gắn hai khe trắng được, hai khe đen cũng được. Nhưng mà thứ tự ưu tiên là hai khe đen đầu tiên này nữa các bạn. Còn các bạn không thích các bạn đem ở đây các bạn gắn hai khe màu đen ở đây cũng được nữa. À, nó không sao hết nha các bạn. Gắn sao nó cũng chạy hết trơn á. Đối với HB Z40. Chân ram cũng vậy nha. Các bạn không có nên dùng tay bạn vuốt vuốt vậy. Nó bị oxy hóa mấy cái chân ram vậy, bởi nó đen thui các bạn, mà nó tiếp xúc không tốt nữa. Rồi gắn ram xong rồi mình sẽ ốp cái này lại. Ốp cái này á, thì các bạn sẽ cho bên đây xuống trước, xuống trước một chút xíu đó. Và bạn nghe cái cắt là mình cho bên đây xuống sau. Đó. Tại vì bên đây nó có cái chấu nguồn bên đây nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bóp hai cái chấu này. Bóp này xuống nè, bóp này xuống nè. Chúng ta lật cái này ra phía sau. Rồi cái cạc màn hình K5000 nó chiếm 2 lót thì chúng ta gỡ thêm một cái khe này. Rồi thêm cái khe NVMe nữa thì chúng ta gỡ thêm cái khe này nữa. Rồi chúng ta đút cái NVMe xuống. Rồi, nè các bạn. NVMe nè. NVMe các bạn gắn xuống khe dưới đây luôn cũng được, mà mình thích gắn đây là mình gắn đó thôi chứ không gì hết trơn á, cái nào cũng được. Rồi K5000, các bạn không có đè lên trên cái quạt nha các bạn. Các bạn muốn đè cái cạc xuống thì bạn phải đè trên bo đó. Rồi chúng ta đẩy đẩy cái này lại nghe, cái cắt đây, cái cắt nữa. Rồi sau đó chúng ta lấy một cái chậu, cái chấu 6 pin, chúng ta cấp nguồn cho cái cạc hình này. À, cái cạc K5000 4G này thì nó cần một đầu nguồn phụ 6 pin các bạn. Đó, như vậy là mình đã lắp xong rồi. Rồi à, khách hàng mà có nhu cầu gắn thêm ổ cứng để chứa dữ liệu 1T2T3T4T gì đó thì các bạn sẽ gắn thêm ở đây. Đó. Đó. Tại sao mà mình gắn ở đây? Tại vì cái quạt rộ các bạn, cái fan gió lấy từ đây nè, nó không có lấy ngay khúc này, nên mình gắn cái này sát đây luôn cũng không vấn đề gì hết trơn á. Còn trong trường hợp mà các bạn gắn con GT1050T chẳng hạn hay là 1060 thì ví dụ như cái cạm hình đó, nó có hai quạt thì các bạn gắn ở đây nó sẽ cho che gió, thì lúc đó các bạn sẽ dời xuống đây một xíu để cho nó có khoảng cách ra. Các bạn lưu ý đó ha, thì cái đó tùy theo trường hợp mà mình làm sao cho nó phù hợp thôi. Rồi mình sẽ khởi động máy lên để cho nó nhận cấu hình cái, rồi mình sẽ dừng clip mà ha. Cái này cài Windows hay này kia nọ, test trong Win thì mình có những cái clip trước rồi. Cái cạc này nhìn nó hầm hố các bạn ha. Dễ thương. Rồi để vào BIOS của HB Z40 thì các bạn sẽ dùng phím F10, còn vào menu book thì các bạn sẽ dùng phím F9. À, BIOS thì nó có những cái nét các bạn cần lưu ý như vậy thôi, chứ đừng chú ý quá nhiều các bạn. À, thứ nhất là information là cái mục thông tin nè, Z40 workstation E5 1650V3 3.5 GHz, RAM 32 GB, thì con V3 nó sẽ chạy default là 2133. Các bạn gắn bếp 2400 2666 thì nó cũng sẽ chạy 2133. Nếu các bạn gắn con V4 thì cái RAM nó hỗ trợ là bếp 2400. Rồi. À, BIOS đang ở cái bản là 1.65 và cái bản BIOS mới của Z40 là 2.57 rồi các bạn. Nên chút xíu nữa mình phải up BIOS cái máy này lên cho bạn mới nhất luôn. Rồi, đó là cái bạn lưu ý đầu tiên, đó là vẹt xanh của BIOS. Rồi, cái thứ hai nữa là cái phải là System Security nữa các bạn, Enter. Thì trong đây là nó giúp mình mở VTX và VTD. Tức là bạn nào mà có chạy ảo hóa giả lập á thì các bạn buộc phải enable cái này lên. Còn không có thì không cần. Mà nói chung là nên enable luôn các bạn. Thì đó là cái thứ hai mà mình cần lưu ý. Cái thứ ba là boot option. Boot option á, thì có một số máy á, là mặc định cái boot ERP này nó disable các bạn. Thì nó chỉ chạy ở chế độ boot cũ thôi, MBR á, thì các bạn nên enable này lên để chúng ta cài ERP. Rồi, cái đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là Define Config Current. Ở đây thì thông thường á, mặc định á, chế độ SATA control nó sẽ là ở chế độ red, thì các bạn để nguyên vậy cũng được, hoặc là chúng ta sẽ chỉnh về chế độ HCI. Ha, cái này không quan trọng nha. Nhưng mà các bạn nên nhớ cái chỗ này, tại vì trong trường hợp á, nếu mà bây giờ nó default á là red, mà nếu mà các bạn chọn ngược về HCI á, mà trong trường hợp cái ổ cứng mình gắn trong máy là ổ SATA
thì khởi động máy lại nó sẽ bị đâm màn hình xanh. À, bạn lưu ý cái đó. Rồi cái tiếp theo nữa là performance option. Thì thông thường mấy cái này nó enable sẵn rồi, mình không phải chỉnh gì nhiều các bạn. Rồi một cái cần nhớ nữa là cái power option. Enter ở đây thì các bạn sẽ thấy á, là nếu mà sau khi mất nguồn thì nó làm sao, thì cái này nó sẽ trả về tình trạng trước nè. Ví dụ như là sao các bạn, ví dụ máy đang mở mà khi mà cúp điện, có điện lại nó sẽ tự mở lại. Còn máy mà đang tắt sẵn rồi thì khi mà cúp điện nó tắt thì có điện lại nó cũng tắt. Thì ở đây thông thường mình sẽ chọn về power off. Đó. Để tránh trường hợp máy tự khởi động lại trong trường hợp mình không mong muốn các bạn. Rồi. À, bạn nào mà giữ cái máy làm server á, thì chúng ta chọn là power on. Đó, cái này tùy theo nhu cầu của các bạn. Tiếp theo là cái chỗ này đây, fan mode. Đó. Thì ở đây là các bạn thấy ở cấp độ 0 này các bạn, và đây 2 4 6 2 4 6, và có 6 cấp độ, và khi các bạn chọn lên cấp độ này á, là cái fan hú rất là to, bởi vì cái lưu lượng gió trong máy sẽ rất là lớn các bạn. Thì thông thường các bạn có thể chỉnh lên 1 cũng được, hoặc chúng ta chỉnh lên 2 cũng được. Đó, tùy theo cái khu vực của bạn có nóng hay không nóng ha. Còn mà chạy phòng lạnh luôn thì vô đây luôn cũng được. Mặc định nó là như vậy. Mình hay chỉnh lên 1 là vậy nè các bạn. Và khi xong hết thì các bạn chọn F10 các bạn sale lại. Rồi, clip hơi dài rồi. À, một số thông tin ha, có thể là nó giúp các bạn tham khảo thêm để chúng ta có cái nhìn nhiều góc hơn về HP ZX40 trong trường hợp mà chạy những cái phần mềm đồ họa khác nhau. Cơ bản là mình sẽ so sánh GTX 1050T 4G và con K5000 4G. Cái thứ hai nữa là 2690V3 6,12 luồng, 12,24 luồng với xung 2G6 và 1650V3 6,12 luồng với xung 3G5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.